Luật sĩ lẩm bẩm với nhau rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ Chúa phán bảo họ dụ ngôn sau đây: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em, hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo với các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là có một người phụ nữ có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn quét nhà tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những láng giềng đến mà nói: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nhớ tháng 6 năm 2000, tôi giúp cha Vũ Minh Nguyên tĩnh tâm ở Sydney. Sau đó tôi đi qua đây để giúp đại hội phụ nữ của cha Thúy là tháng 8. Thì tháng 6 đó có một nhóm thanh niên, và tôi nhớ một gương mặt, một em gái, Teresa Bùi Ngọc Lành. Bởi vì sau biến cố đó, không bao giờ gặp lại em nữa. Tôi biết em bị tai nạn ở Lincoln. Ở nơi đó có một cái câu lạc bộ của Công giáo, có quán ăn, và đi với người bạn đã hứa hôn sẽ thành hôn. Hay người đi ăn tối ở câu lạc bộ Công giáo đó, băng qua đường, có người giật cái túi xách em đeo, nhưng vì cái dây da chắc quá, cho nên chiếc xe nó lôi em đi và em nát hết mặt mày chết. Tôi chỉ biết nhiều đó, và chúng tôi dự đám tang. Dĩ nhiên, 2-3 ngày sau, cảnh sát bắt được những người phạm tội đó, là một nhóm băng đảng của Trung Đông. Và cái ngày đám tang, rất đông người Việt đi dự, và nhất là thanh niên. Người Việt đồng đạo hay không đồng đạo đều đi, là vì họ đang tức cái băng đảng cướp giật đó, đến nỗi cảnh sát sợ có bạo loạn. Đó là câu chuyện nó xảy ra thật, rất đau lòng. Tôi nhớ từng tên là vì cả ông bố của cô mấy tháng sau làm trong hội đồng mục vụ đi tĩnh tâm. 11 giờ khuya, ông ngồi tâm sự với mấy cái nhóm của mấy bác khác, và ông nói những điều nó đập vào tim tôi không thể nào quên được. Nói là: Chúa, mỗi lần con cái chúng con bước chân ra khỏi nhà là tim của chúng con đi theo. Chúng con chỉ ước muốn nó ở nhà ăn cơm tối để được bình an, hạnh phúc. Chúng không nghe. Mỗi lần chúng nó đi, con và vợ không thể nào ngủ được đến lúc chúng nó về. Và cách đây 3 tháng, nó đã đi với hôn phu của nó và
khi có đèn chớp ở cổng, tụi con nhìn ra mới biết đó là xe cảnh sát đến báo là nó chết rồi. Hai vợ chồng vào nhà xác để xem cái gương mặt nát bét của con gái mình. Câu chuyện đó không bao giờ quên đâu. Tôi tạm không nói tên cái bác làm trong ban thường vụ của ban mục vụ của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Sydney. Bác còn sống, cũng còn đang trong ban mục vụ. Tôi thấy Chúa cũng vậy thôi. Bao nhiêu lần con người bỏ Chúa đi tìm khoái lạc mà họ tưởng là hạnh phúc. Chúa cũng có tâm trạng giống như cái ông bố đó. Ông nói mà không một lời ông trách Chúa. Ông chỉ trách sao ông không giữ được con. Tội nghiệp vậy. Và tôi tin rằng đó là tình cảm của rất nhiều vị có mặt ở đây. Sao chúng ta không quy cái đó về để tưởng nhớ mỗi lần chúng ta đi hoang? Chúa cũng vậy, y như con chiên tự tách đàn mà đi. Chúng ta bị những hạnh phúc giả, tôi gọi thẳng đó là khoái lạc, nó lôi cuốn. Những khoái lạc như bất trung trong tình nghĩa vợ chồng, những khoái lạc như gian tham, bất chính, lỗi đức công bằng, những khoái lạc như những niềm vui vì những rung cảm mà mình không được phép làm. Ai cũng biết mình đã có gia đình rồi. Chẳng ai muốn những khoái lạc đó, nhưng con người cứ bị cuốn cuồng đi theo, không cưỡng lại được. Y như con chiên nhìn thấy bên kia cỏ ngon hơn, nước bên đó trong hơn, tách đàn mà đi. Chúa biết, nhưng Chúa tôn trọng tự do. Chúa đau lòng chứ. Tôi dùng chữ đau lòng là mình nhân cách hóa Chúa. Chúa có lòng đâu mà đó. Nhưng Chúa biết làm sao. Thật sự đúng. Bậc cha mẹ biết làm sao để cản ngăn con mình. Chúa thương ai thì người đó mới được Chúa ra tay sửa dạy. Chúa nhận ai làm con cưng thì Chúa gửi thử thách nhiều hơn để uốn nắn người đó. Mà hãy đã có sửa dạy thì có đau đớn, nhưng nếu không sửa dạy thì người cha người mẹ có còn là cha mẹ nữa không? Đó là câu hỏi. Cho nên đời người cũng vậy, thưa quý vị. Có những người cha không lo âu khi thấy con mình mon men chơi trên bờ vực thẳm mà vẫn vô tư. Người cha đó có phải là người cha nữa không? Thật không? Đó là một con người ích kỷ thôi. Rồi xét về con chiên bỏ đàn mà đi, ở lại với bầy chồn bầy khỉ ví dụ, nhận nơi đó là quê hương sao được? Căn tính của nó vẫn là con chiên, nhưng nó đánh mất khi nó ở với bầy khỉ. Mình là con Chúa mà mình chấp nhận làm nô lệ của ma quỷ. Ma quỷ nó cười chó và nó khinh. Cái căn tính của mày là con chiên chứ không phải là con cháo, con cáo, con trộn, con trộn. Chúa thấy con chiên tắt đàn đi, Chúa không cản. Chúa không thể đánh chết nó hay đánh què nó để nó đừng đi. Nó quyết định đi thì Chúa chỉ biết đứng nhìn. Cái bài dụ ngôn này nó làm cho mình xúc động lắm. Chúa nối tiếp mà thôi, là vì ân tình có sẵn nó không dùng. Người chăn chiên thật nào cũng vậy, thương con chiên của mình, và vì thương không muốn làm cho nó đau. Thưa quý vị, bản tính của con chiên là con chiên, nhưng nó đi với con sói, con chồn, con khỉ thì nó mất bản tính của nó. Không bao giờ tìm được sự bình an khi sống trong một cái lốt chiên mà hồn khỉ. Từ đó cuộc đời nó trôi dạt. Rồi đến ngày
người chủ trang tìm được nó, thương tật, đói khát, mà ông lại vui mừng vác nó lên vai đem về. Cái điều cần thiết là nó không dãy giụa để đòi nhảy xuống tiếp tục chạy đi. Tôi nhấn mạnh, nó không dãy giụa cò quậy để thoát khỏi tầm tay của ông để tiếp tục trốn. Đó lại là cái Chúa chấp nhận. Nó không có công gì hết, nó nằm chỗ nó đợi thôi. Nhưng nó đã cộng tác bằng cách mình cho là thụ động đi nữa, nó nằm nó đợi. Đó cũng là cử chỉ tin yêu. Nó tin rằng nó được tha, và nhất là nó tin rằng nó được yêu thương trở lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng của một ngày thường, nhưng nó nói cho chúng ta thấy Chúa nhìn những tín hữu có lương tâm thật tốt lành, đơn sơ, sống khiêm nhường, bác ái. Chúa hạnh diện lắm chứ. Đó là những con chim khỏe mạnh. Nhưng đừng quên, ai cũng giống như bậc làm cha mẹ, thấy con cái thất bại, yếu đau lại thương hơn. Tôi tin rằng Chúa thương những con chim bé bỏng, yếu sức, bị thương tật. Chúa muốn vác nó lên vai. Trong cuộc sống hãy nhớ một lần, chẳng bao giờ Chúa quên những tâm hồn lạc lõng muốn bỏ Chúa. Tôi tin Chúa không quên bao giờ từng tên một. Thật khó hiểu là vì hàng tỷ tỷ con người, làm sao mà Chúa biết, Chúa nhớ. Hãy dùng đức tin để tin rằng Chúa đủ khả năng để biết từng người. Người chăn chiên vui mừng biết bao khi tìm thấy con chiên, rồi vui hơn khi nó chấp nhận để ông vác nó về. Câu hỏi đặt ra, nó không chịu về thì sao? Không có câu trả lời. Nỗi nhớ thương sẽ hành trong tim người đi tìm, thấy nó rồi mà nó lủi đi nữa. Sợ nó chết trên con đường cô độc, người chăn chiên sẽ tiếp tục đi theo cho đến khi tìm được con chiên. Chính miệng Chúa Giêsu nói đi tìm cho đến khi tìm ra. Do đó, dựa vào đó, một số nhà thần học tin rằng hình như không có ngoại mục, bởi vì ai cũng được Chúa tìm để yêu thương, để đem về. Tôn giáo khẳng định, tôi chỉ nói hình như. Các nhà thần học đó cũng nói hình như, vì mình biết đâu có những con chiên cứng lòng thấy ông chủ đến hút ổng luôn, vân vân. Đó là nỗi lòng của Thiên Chúa, đó là nỗi lòng của từng bậc phụ huynh trước mặt tôi. Mình thương người nào, muốn người đó hạnh phúc, nhưng người đó có tự do để chọn lựa. Đau khổ nó nằm ở đó, lo lắng nó nằm ở đó, ưu tư nó nằm ở đó, mất ngủ nó nằm ở đó. Xin Chúa ban cho chúng con hiểu một điều thôi, là Chúa lúc nào cũng đi tìm chúng con. Và xin một điều, xin cho con đừng kháng cự những lần Chúa đi tìm con. Chúa có thể tìm bằng một cơn bệnh, đừng cự nữ, đừng phàn nàn. Chúa có thể tìm bằng một thất bại trong công việc làm ăn. Chúa có thể tìm mình bằng một sự hiểu lầm của người khác, nhất là người đang thương yêu mình. Nhiều lắm. Nếu lúc đó mình nói cảm ơn Chúa, có thể đây là cơ hội để con nhìn lên và thấy ánh mắt nhân từ của Chúa xuyên qua bụi gai đang muốn vác con về. Đẹp quá quý vị ơi. Cuộc đời tín hữu là vậy. Đừng nghĩ gì khác, hãy nghĩ chính những dụ ngôn Chúa Giêsu nói. Tôi lại nói dài nữa rồi. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúng ta nghĩ một điều thôi ha, Chúa không bao giờ bỏ rơi đâu. Chúa đi tìm cho tới khi tìm ra. Cho nên yên tâm,
đừng, Đức Cha Oanh nói đừng có quýnh đít lên. Chúa có cách làm của Chúa, miễn là mình vẫn cộng tác và không hề thất vọng. Có một cặp vợ chồng già sáng ngồi ăn điểm tâm, tại già rồi về hưu, thì sáng nào cũng nhìn qua, xuyên qua cái hàng rào thấp thấp, bên kia là cái dàn phơi đồ của cái nhà hàng xóm, nó phơi ra, phơi khăn, phơi áo quần. Ngày nào bà vợ cũng nói với ông chồng, cái con nhà bên đấy nó chả đảm đang gì, ông nhìn xem, nó giặt tông ra lốn đốn dơ bẩn thế, vậy mà nó đem phơi rồi. Rồi hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, luôn luôn nhìn là thấy bên đó giặt cẩu thả quá, hay là mái giặt nó hư. Một hôm, ông chồng chưa kịp ngồi xuống để điểm tâm, bảo nó, hôm nay có ai nhắc, bây giờ nó giặt sạch lắm. Ông đi nhắc ai nó không, sáng nay tôi dậy sớm tôi lau cửa kính. Cái cửa kính nó đốn đốn đốn, nó thấy đồ người ta đốn. Là do cái nhìn của mình sai, nói chuyện không có thật. Tôi hôm nay mặc áo là cái giờ đó, Chúa vác con chiên về, nặng phần trình diễn chút. Mà tôi cũng thích cái bài dụ ngôn này lắm. Xin mời cộng đoàn đứng.